Chỉ với hơn 3 triệu, chúng ta đã có một con máy tính bảng xịn sò để xài rồi các bạn ạ. À. Đó là Lenovo Silicon Buds 2024 cùng Xiaomi Buds SE. Máy hãng Trung Quốc đúng là phá giá thật sự. Nếu như mà mang cấu hình của hai con này đem qua mấy con Samsung nè, iPad các kiểu, có khi giá của nó phải gấp đôi. Rồi, vậy thì giữ hai siêu phẩm tablet giá rẻ này, đâu sẽ là sự lựa chọn ngon và đáng mua hơn? Ngay bây giờ hãy cùng mình so sánh hai con này luôn nha. Bắt đầu thôi. Trước tiên thì mình sẽ cho các bạn xem qua cụ thể hơn về mức giá của hai con này nha. Cả hai con này với các phiên bản thấp nhất thì giá của tụi nó sẽ là bằng nhau, đều là 3.290.000. Lưu ý là bản thấp nhất của Xiaomi là 6GB, còn Lenovo chỉ có 4GB thôi nha. Muốn lên 6GB thì giá phải tăng lên 300k. Nói chung á thì vẫn ở mức chấp nhận được. Các bạn có thể tham khảo cả hai con này tại cửa hàng Vietablet nha. Quay trở lại với hai con máy tính bảng này, hiện tại thì cả hai con đều đã cài được ROM tiếng Việt đầy đủ rồi nha các bạn. Sử dụng sẽ rất là yên tâm luôn. Một cái lưu ý là với con Lenovo Silicon Buds này, chúng ta sẽ không có hỗ trợ 4G nha các bạn. Còn với con Redmi Buds SE là sẽ có đủ kết nối Wi-Fi cả 4G luôn. Đó là sơ lược trước cả hai con như vậy nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào so sánh những cái yếu tố chính nè. Đầu tiên đó chính là thiết kế. Cả hai đều sẽ có chất liệu hoàn thiện từ kim loại khá là chắc chắn. 3 triệu mà có thiết kế kim loại đúng là chỉ có máy hãng Trung Quốc mới làm được thôi các bạn ạ. Không biết là các bạn thấy con nào đẹp hơn ha. Chứ với mình là mình sẽ thích con Lenovo hơn đó. Nó sẽ có thêm một cái dải ở phía bên trái kéo dài từ camera xuống tận phía dưới, tạo nên điểm nhấn khá là nổi bật cho con máy tính bảng này. Xiaomi Buds SE thì cũng đẹp đó, nhưng mà nó bình thường quá, không có điểm nhấn gì cả. Bạn nào thích sự đơn giản thì sẽ thích con Buds SE, chứ với mình là mình sẽ thích con Silicon Buds 2024 hơn nha. Tiếp theo sẽ là một điểm mà nó không có nhiều sự khác biệt giữa hai con này, đó chính là màn hình. Cả hai đều được trang bị màn hình IPS LCD, độ phân giải đều là Full HD và tần số quét thì cũng là giống nhau, 90Hz. À mà kích thước cũng giống nhau luôn nha, đều là 11 inch luôn đó. Về chất lượng hiển thị thì đương nhiên cả hai không có sự khác biệt rồi. Cả hai đều có khả năng hiển thị tốt, màu sắc khá là hài hòa, không quá trong và độ tương phản cũng không cao. Nói chung cũng là màn IPS LCD mà, độ chi tiết nó đủ sắc nét là ok rồi. Chúng ta khó có thể đòi hỏi cao hơn ở cái tầm giá 3 triệu này được. Mà tính ra 3 triệu, chúng ta có những cái thông số màn hình như thế này là cũng xịn sò lắm rồi đó nha các bạn. Màn hình của hai con này vẫn sẽ đáp ứng các nhu cầu giải trí, xem phim, làm việc một cách khá là tốt. Thêm cái là có 90Hz nữa, sẽ hỗ trợ thêm khá là nhiều trong các thao tác vuốt. Chúng ta sẽ có cảm giác mượt mà, trơn tru hơn khá là đáng kể đó nha. Rồi, đi tới phần so sánh mà mình nghĩ là quan trọng nhất và cũng là yếu tố mà các bạn sẽ quan tâm nhất khi lựa chọn hai con này. Đó chính là hiệu năng. Nhìn vào thông số thì các bạn cũng có thể biết được đâu là con mạnh hơn đúng không? Với con chiếc Snapdragon 685 thì Silicon Buds 2024 rõ ràng là mạnh hơn 680 trên Buds SE rồi. Tuy vậy thì sự mạnh hơn này nó sẽ không phải là quá nhiều đâu nha. So sánh về điểm số AnTuTu thì Silicon Buds 2024 cũng chỉ nhỉnh hơn gần 30.000 điểm so với Buds SE mà thôi. Còn trong các tác vụ cơ bản hàng ngày thì cả hai gần như không khác biệt quá nhiều, kể cả gaming cũng vậy. Đúng là Silicon Buds có ổn định hơn một tí, chơi game ít bị tụt FPS hơn, nhưng mà nó sẽ không phải là quá đáng kể đâu. Cả hai con máy tính bảng này thì các bạn cũng không nên chơi những tựa game quá là nặng nha. Chơi game nhẹ như Liên Quân đồ thôi, setting vừa phải một tí thì hai con này mới có thể chơi tốt được. Nói chung là về mặt hiệu năng, Lenovo Silicon Buds 2024 sẽ mạnh hơn Redmi Buds SE, nhưng nó sẽ không phải là sự chênh lệch quá nhiều đâu nha. Bây giờ sẽ là phần so sánh về thời gian sử dụng pin. Thì với dung lượng pin có phần hơi thua thiệt thì Lenovo Silicon Buds 2024 cũng sẽ tỏ ra yếu hơn một chút so với con Redmi Buds SE. Với Silicon Buds 2024 thì dung lượng pin chúng ta sẽ chỉ có khoảng 7.000 mAh mà thôi, còn với Redmi Buds SE thì sẽ lên tới 8.000. Thời gian sử dụng thực tế thì Redmi Buds SE đương nhiên là sẽ nhỉnh hơn. Tuy vậy thì mình lại thấy nó nhỉnh hơn không quá nhiều đâu các bạn ạ. Redmi Buds SE on-screen được tầm 7 tiếng thì Lenovo cũng phải được tầm 6 tiếng rưỡi kiểu vậy. Nói chung thì đây vẫn là hai mẫu tính bảng bên trong nha. Sạc nhanh thì cả hai đều khá là cùi, 18 hay là 20W thì thôi bỏ qua đi, cứ sạc qua đêm khỏi phải suy nghĩ nha các bạn. Cuối cùng thì so sánh một chút về camera của hai con máy tính bảng này. Thật sự để mà nói thì trên những con máy tính bảng mà còn giá rẻ như thế này nữa thì camera cũng chỉ để cho có thôi. Các bạn dùng mấy con điện thoại giá rẻ chụp chắc chắn là còn đẹp hơn hai con này nhiều. Redmi Buds SE nó sẽ có điều chỉnh về mặt xử lý một chút nên là chất lượng sẽ ok hơn, nhưng mà nhìn chung thì vẫn tệ lắm. Các bạn dùng để lâu lâu chụp vui vui hay là video call đồ thôi, chứ muốn hai con này nó phải chụp hình đẹp thì không có đâu nha. Tổng kết lại, cả Lenovo Silicon Buds 2024 cũng như là Redmi Buds SE đều là những lựa chọn máy tính bảng rất ngon và tiết kiệm nhất dành cho các bạn rồi. Chọn con nào thì cũng đều rất là ok, nhưng mà nếu như bắt buộc phải chọn ra một con để xài thì mình sẽ chọn con Redmi Buds SE nha. Tuy là hiệu năng của nó yếu hơn nhưng cũng chả có đáng kể. Những yếu tố còn lại thì cũng không hề thua thiệt, pin lại còn trâu hơn nữa. Và quan trọng nhất á, là Redmi Buds SE có hỗ trợ thêm 4G và phần mềm của Xiaomi thì cũng được tối ưu hơn, dễ sử dụng hơn. Cho nên là nếu phải chọn, mình sẽ chọn con Redmi Buds SE nha. Và các bạn có suy nghĩ gì? Hãy để lại bình luận phía bên dưới. Cuối cùng thì nhớ like video này để theo dõi kênh Vietablet nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.